Cà Mau có 3 phía giáp biển và hơn 10.000 km chiều dài sông, rạch, ăn thông ra biển nên chịu tác động nặng nề từ thiên tai biến đổi khí hậu, gây nên tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển. Bước vào mùa mưa bão chưa lâu, nhưng đến nay đã xảy ra hàng chục vụ sạt lở đất ven sông, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của hơn 1.000 hộ dân trên địa bàn. Tại khu chợ kênh 17, không lâu sau vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra vào tối ngày 4 tháng 7 năm 2020, khu vực sạt lở đất dài khoảng 100 mét, chiều rộng tính từ mép bờ khoảng 15 mét và độ sâu không dưới 6 mét. Sự việc quá bất ngờ, người dân chỉ kịp chạy thoát thân và tài sản gần như mất hết. 12 trên 14 căn nhà của 10 hộ tiểu thương trong chợ đã mãi mãi bị nhấn chìm xuống dòng sông. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính hơn 800 triệu đồng. Trong thời gian mà sạt lở đất là chỉ trong vòng 20 phút đồng hồ thôi. Đúng là tới 11 giờ là nó đã sập hoàn toàn hết. Cũng lo lắng mà thấy cũng rất nguy hiểm, mà cái cuộc sống của mình nó khó khăn. Tại vì hoàn cảnh mình không có, mình dám để sinh sống ở gần mé sông này chứ cũng biết xảy ra mà nguy hiểm lắm. Chỉ tính riêng trong 8 tháng đầu năm 2020, toàn huyện Nam Căn xảy ra tới 22 vụ sạt lở đất với tổng chiều dài hơn 500 mét, gây thiệt hại hoàn toàn 22 nhà dân, trong đó nghiêm trọng nhất là vụ sạt lở tại khu vực chợ kênh 17, xã Tam Giang. Đối với thời gian tới thì cũng kiến nghị các ngành chức năng cũng quan tâm đầu tư cho Tam Giang, cái bờ kè của cái khu sạt lở ấp Kinh Bãi hiện nay. Tại vì cái khu này là đa phần là bà con buôn bán ven sông, cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái quá trình buôn bán của bà con. Nếu mà di dời những cái điểm khác thì nó không thuận lợi bằng như hiện nay. Tuy mới bước vào mùa mưa bão, nhưng trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã xảy ra hàng chục vụ sạt lở đất ven sông với tổng chiều dài hơn 3,2 km. Làm hư hỏng 328 mét đường giao thông và gây thiệt hại 46 nhà dân. Ngoài ra, hiện còn tới 27 vị trí sạt lở ven sông với tổng chiều dài hơn 37,8 km, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh của hàng nghìn hộ dân nếu không kịp thời ứng phó và di dời khẩn cấp.